xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris Devil Gamer. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tựa game mà các bạn yêu cầu mình chơi đã rất là lâu rồi. Đó là tựa game Granny. Cái đầu bà mới lắc lư đúng không? Cái đầu bà này bà mới lắc lư. Tôi mới để ý nè. Và Granny có nghĩa là bà ngoại, một cái tên gọi của một người bà rất là thân thuộc, rất là đáng yêu. Nhưng mà nhìn ở đây thấy bà này bà không đáng yêu gì hết. Bà bận một cái đầm ngủ và bà cầm cây gậy bóng chày, nhưng mà cái tay bà giống như là đô vật. Cái này mà bà ngoại gì, cái này là thuộc dạng về cái bà mà bà lũ đàn. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi của chúng ta nào. Mẹo, hãy yên lặng. Bà này bà nghe cái gì nghe cũng được hết. Ủa kỳ vậy, bà ngoại là phải là lãng tai, phải điếc mẹ rồi làm gì có nghe được. Bà ngoại này là đúng là bà già lũ đàn mà. Rồi, hãy chú ý rằng là khi mà bạn rớt một cái vật gì đó trên sàn thì nó sẽ tạo ra tiếng động. Ừ đúng rồi, cái gì mà chả tạo ra tiếng động, mình bước đi cũng có tiếng động mà, mình địch cũng có tiếng mà. Rồi, nhấn và giữ để thoát khỏi cái bẫy gấu. Trốn được ở trong dưới gầm giường hoặc là trong những cái tủ. Bạn có 5 ngày. Hãy đeo tai nghe để có được cái sự trải nghiệm tốt nhất. Ok. Login. Bạn có 5 ngày. Ngày 1. Tôi nghĩ là cái này là game di động cho nên là chúng ta thắng nó cũng dễ dàng thôi chứ không có gì đâu khó. Những game kinh dị là chúng ta đã từng trải qua với nhau rồi đúng không bạn? Đó. Gì? Hãy trốn khỏi nhà này đi. Năm ngày. Ủa có cần viết lên bàn không? Tao là Good Kid Việt Nam. Cái giường này tao mua là 80 ngàn. Cái gói này tao mua là 20 ngàn. Ba má tao không mua cho tao cái mền. Nhưng mà cái bàn này tao mua là 80 triệu. Mày chơi mày viết lên đây mày. Mất dài. Gì đây? Hay là núp đó hả? Trời đất mẹ ơi. Đây là cầu tiêu nè. Ủa máu gì đỏ dữ vậy. Ồ ỉa ra máu luôn. Bà ngoại tên. Trời má, 8 cây. Hết 24 tiếng hồ luôn. Oh shit. Ủa nãy núp rồi mà. Kỳ vậy. Tôi phải đi khỏi cái nhà này. Ủa khóa mẹ cửa rồi. Kiếm chìa khóa. Dụ cho bà mở cửa. Hey. Hey, bà già đứng đây, bà già đứng đây, thằng nho ra nhìn bà già đứng đây. Bà già đứng đây, thằng nho vô nhà bà già đấy tiếp. Bà già đấy tiếp, thằng nho ra nhìn thằng già này. Đeo đã ai được luôn. Bái liền bà già thì
Chưa đủ. Lên cái xuống má. Bà trên lầu á, tôi nghe rồi. Ủa bà già này giống như là cái gì rớt là bà chạy lại vậy ba? Cái gì rớt cuộc bà có nghe được không vậy? Tôi có mẹ chứ. Nhiều khi bà đâu nghe được đâu. Ủa nhiều khi bà đâu thấy được đâu. Bà chỉ... Nghe bà gần lắm rồi. Ngày ba luôn. Hay. Chả biết cái chìa khóa làm gì luôn. Ba lại khóa cửa quá. Ôi lần này ba đeo khóa cửa. Shit. Má ba thấy tôi rồi. Đủ đếm gì trời. Còn một ngày cuối cùng. Trời làm sao tôi có thể thoát cho cái hoàn cảnh này bây giờ. Phải đái à. Oh shit. Oh. Bà đã bị chết trong vòng 1 phút. Oh ok ok ok. Bà bị xỉu bà. Cái này chắc là bắn đây rồi. Nip Master Key Cutting Park đây đúng không? Playhouse Key. Ồ, oh, Playhouse Key là ở ngoài kia. Playhouse Key là cái nhà chó đó các bạn. Mình còn phải lấy cái kềm cắt đó, cắt cái dây điện cái cửa nữa. Ha. Nhiều việc làm vậy. Đây là ngày cuối cùng của mình rồi cho nên là mình mà chết nữa là xong đó, chứ coi như chúng ta có 5 mạng đó. Còn bà ra nữa. Trốn trước. Ồ bà ra thật. Vãi. Má nghe lẹ vãi. Đi lẹ đi mẹ. Đi đi. Má còn ỉa lại một cục nữa.
Oh shit. Ồ, oh, ngày cuối. Ồ, oh, vậy là được 6 mạng à. Ủa, không, 5. Còn được một cơ hội cuối cùng. Thù mẹ luôn. Vâng, và các bạn đã thấy là mình không thể chiến thắng được cái game này, thì mình rất là cần cái sự giúp đỡ của các bạn. Thì các bạn hãy comment ở bên dưới là hướng dẫn cho mình cách chơi cái game này làm sao cho hiệu quả nhất nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại một like và một subscribe, và ngoài ra thì hãy comment bên dưới để giúp đỡ mình nha. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Yeah.